Đây, đang đi coi xe cho mặt lớn. Đây, xong quá trình test đồ này nọ, coi về ngoài trước rồi đó. Thì giờ mình chạy thử. Chạy thử nếu như ok, chút nữa mình nói xem nha. Rồi, test đi em. Rồi chưa anh em, thì trời đang rất là mưa anh em. Mưa rất là mưa mới tạnh luôn á. Thì anh em mình đi coi xe cho mập. Mập lớn nha anh em. Mập lớn cũng là một người anh em chơi chung với mình. Mập lớn hiện tại là đổi với 8 lên với 9 nha. Giờ bây giờ mình sẽ quay con xe cho mập coi nha. Biết anh em tôi khổ cực như thế nào nha. Qua là phải chầu nhậu nha. Chầu nhậu đúng không em? Mập là phải một chầu nhậu. Ok, rồi quay anh em xem. Thì con Z này anh em mình đã soi hết rồi, kỹ càng rồi. Thì ok, rất là ok. Đồ zin đầy đủ nè. Mình có con su smart cây luôn nè nha anh em. Con su này là 40 triệu nha anh em. Bản smart cây, biển số thành phố luôn. Biển số thành phố nè anh em. Đó. Nè, con này mình lấy về rồi mình chở bô zin của Z9 về luôn. Đó anh em, đang đi trên đường mưa quá. Con này anh em 40 triệu chơi cũng rất là ok nè. Su S, bản smart cây. Em đang giữ cái smart cây đúng không? Đây nè, smart cây nè. Em thấy chưa? Đó, bản smart key nha, chứ không phải bản chìa khóa thường nha. Rồi bây giờ qua Z9 đi. Z9 này rất là, nó theo mình nó rất ok, chỉ có là bố thắng sau là hết rồi nè. Thì mình về mình sẽ thay cho mập luôn, anh em với mình sẽ thay cho mập luôn. Mấy cái này đơn giản, bố thắng trước là còn 60%, bổ bô rồi mới tin luôn đó. Bóng như hồng nhãn, nói chung là mình quay lẹ về có chống đổ bảo vệ từ này nọ, có bô độ luôn, bô độ bô zin đu zin đầy đủ nè anh em đó. Chỉ là không có kính nè, kính là chủ dục mất tiêu rồi, chán ghê. Rồi cho anh em nghe tiếng bô SC cái lên đèn led rồi nè anh em. Đó, nhìn rất là nhức nách. Cái này là dán không ơi, anh tưởng là coi trên hình coi không biết á, mà nó dán kính ghê ta. Đúng rồi, đúng không? Coi trên hình anh tưởng không biết, anh tưởng là về carbon. Cái carbon này mà carbon thiệt là mắc lắm nè. Đó thì vỏ dày này nọ kia khác rất là ok luôn. Chỉ có cái bố thắng sau là hơi ấy thôi. Đó. Quay cái này để cho mập coi là biết anh em tôi khổ cực sao nha. Đó, mưa nè anh em, mưa á. Mới tạnh là anh em tôi mới dừng lại quay được. Rồi bây giờ mình chạy về. Tem zin rồi còn nguyên luôn nha anh em. Tem zin nè. Tối quá, nãy biết gì kiếm chỗ nào sáng sáng. Đó, bên đây quay mới sáng. Đó. Thấy chưa anh em? À, đường phố Sài Gòn nha anh em. À, mùa Covid nè, đường Sài Gòn mùa Covid quay cho anh em xem. Mà thôi giờ anh em mình về ăn cơm đi, đói bụng lắm rồi. Về ăn cơm. Đó. Xe nè anh em, kèn lắm, để bữa nào mập lấy rồi quay cho anh em xem. Rồi ai mà mua con Z8 của mập là mới là nhức nách nha anh em. Z8 của mập đồ chơi quá trời luôn. Đó. Đây nè anh em. Đó. Chống đổ đồ đầy đủ luôn, đèn led. Bô độ về chỉ chơi thôi. Rồi bye bye anh em nha. Con này cũng hợp lý lắm nè, con này 40 triệu. Đó, nhỏ. Rồi anh em mình về nha. Bye bye anh em. Cũng khuya rồi, anh em mình kiếm gì ăn nghỉ ngơi đây. Rồi mập mai qua coi xe lấy xe luôn. Đó, xe anh em về lấy về sau là đưa anh em vậy luôn đó. Đó. Mới lấy về luôn đó. Đó anh em. Đồng hồ đo đồ này nọ. Xe mình lấy về sau là mình giao cho anh em vậy. Đó, xe này lốc máy mọi thứ kẹn lắm anh em. Mình test kỹ rồi, chạy ngon lắm. Đó. Củ bô nè anh em. Đó, bảo vệ các nước nè. Tem zin nè. Đẹp lắm. Đó. Rồi, mập coi clip này là chắc đãi anh em chầu nhậu ha mập ha. Ok anh em. Mai là tính tiếp, giờ đuối lắm rồi. Giờ đi mua gì về chiên ăn cơm ha, thấy ha. Đẹp. Màu này nhìn sang. Su 40 triệu nè. Nhức nách đó anh em. Hình như không có chạy trụi luôn á. Đó, biển số thành phố luôn.
Con này chủ người nước ngoài mua tặng bạn gái, bạn gái không chạy nha anh em. Đó, rồi. Bye bye anh em mình ngủ đi. Cảm ơn anh em đã xem clip và ủng hộ cho anh em biker.